Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Học tập Bộ trưởng Văn hóa, báo văn hóa tung đòn vô văn hóa vào một láng giềng Thái Lan. Mới đây vào ngày 20 tháng 7, cộng đồng mạng đã phản ứng rất gay gắt với hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã giành lấy chiếc thảm đỏ đón Thủ tướng Malaysia. Đây là một hình ảnh được xem là điển hình cho những người rất cộng sản. Dù làm lãnh đạo cấp bộ nhưng ông bộ trưởng này không biết một nguyên tắc tối thiểu trong việc tiếp khách quốc tế. Có thể nói nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là nguyên do của mọi nguyên do. Nền giáo dục này đã tạo ra một xã hội Việt Nam tồi tệ, tạo ra những thế hệ quan chức vô văn hóa, trịnh thượng, giành công và trà đạp người khác. Những tính cách này thể hiện bản chất của nền giáo dục lấy thua làm động lực, lấy sắp xếp hạng cao thấp làm thước đo. Từ đó mới nuôi cái bệnh thành tích trong chế độ. Xã hội chạy đua hình thức giả dối, coi giàu có, địa vị, danh tiếng là chuẩn mực, cốt lõi. Tờ báo Thể thao và Văn hóa giật tít như thế này. Từ nền tảng đấy là những câu chuyện vô văn hóa như ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa kia đã diễn ra nhan nhản. Mới đây sau trận thua 0-3 của đội tuyển đội bóng đá nữ Việt Nam trước đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ, tờ báo Thể thao và Văn hóa đã giật tít bài viết chơi kiên cường trước nhà vô địch World Cup, đội tuyển Việt Nam khiến nữ Thái Lan phải muối mặt. Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh, tờ báo này đổi tít thành chơi kiên cường trước nhà vô địch World Cup, đội tuyển Việt Nam khiến nữ Thái Lan phải ghen tị. Dù tít đã đổi nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Đó là sự vô giáo dục của báo chí Việt Nam. Vì sao phải đè đội tuyển Thái Lan xuống, đè họ xuống để mình được nâng lên, hay đè họ xuống chỉ để cho thấy cái vô văn hóa của mình? Để dễ so sánh với cộng đồng mạng đã dẫn lời của nữ doanh nhân người Thái Lan, Madame Pang nói như sau: chúng tôi chân thành cảm ơn màn trình diễn của các bạn, tức là đội tuyển nữ Việt Nam, từ trái tim của những người yêu bóng đá nữ. Tôi cổ vũ cho các bạn. Mặc dù tờ báo đã thay tít nhưng bản chất vẫn không đổi. Khác nhau là như thế, đâu phải cứ đạp người khác xuống mà mình lên cao cho được. Thật sự, nền giáo dục của Việt Nam đã tạo ra những giá trị bệnh hoạn. Từ ông bộ trưởng đến tờ báo đều nhiễm một thứ giá trị giống nhau, đó là sự vô văn hóa. Một thời gian dài, ngành giáo dục Việt Nam đã sử dụng những từ ngữ mang tính miệt thị hoặc gây sự thù hằn để mà giảng dạy. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ được Liên Hợp Quốc thừa nhận và là quốc gia có chủ quyền. Thế nhưng trong sách giáo khoa của Cộng sản, họ dùng từ ngụy để nói về thể chế chính trị này. Còn đối với những vị lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa, thì họ dùng từ tên này, tên kia, bọn tay sai này, bọn tay sai kia để chỉ những người đó. Một nền giáo dục như thế làm sao dạy được những con người tử tế cho được? Là người Việt Nam chân chính thì ắt phải biết xấu hổ, vì dân tộc này đã để cho một thành phần vô văn hóa cai trị. Một đảng như vậy làm giáo dục thì xã hội không mục nát mới là chuyện lạ. Hết lớp người này đến lớp người khác, lớp lớp quan chức được đặn ra từ nền giáo dục đấy, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Cả thường dân và quan chức đều được mọc lên từ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhưng quan chức khốn nạn hơn bởi nhiều lý do. Thứ nhất là họ có quyền, thứ nhì là họ được học chính trị, được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là status của một nữ doanh nhân Madame Pang. Ngày nay, tuy đạo đức xã hội xuống cấp, nhưng vẫn còn đó những con người biết phải trái, có văn hóa và ứng xử đúng mực. Tuy không phải là đa số, nhưng đâu đó vẫn còn. Chính những con người như vậy mới thấy được vấn đề của xã hội hiện nay và lên án nó. Đất nước này đã thua thiệt vì bị một nền giáo dục lệch lạc dẫn dắt, khiến tạo ra những con người thiếu văn hóa suốt bao nhiêu năm qua mà còn tệ hại hơn cả vì bị Đảng Cộng sản cai trị. Chính đảng này đã tạo ra nền giáo dục què quặt như hiện nay, và đó là bất hạnh lớn nhất cho 100 triệu người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Học tập Bộ trưởng Văn hóa, báo văn hóa tung đòn vô văn hóa vào mặt láng giềng Thái Lan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đầu ra bị nghẽn, bị thị trường từ chối thì xem như cửa tử đang chờ VinFast. Cho đến nay, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã xuất sang Mỹ 2 lô xe điện. Lô thứ nhất thì xuất vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại cảng MPC Port Hải Phòng với 999 chiếc xe. Báo chí thông báo là VinFast có đến 65.000 đơn đặt hàng đối với VinFast 8 và VinFast 9 trên toàn cầu. Một con số vô cùng lý tưởng. Có lẽ với lô hàng 999 chiếc xe này thì chẳng thấm tháp vào đâu so với nhu cầu của thị trường thế giới. Lô thứ nhì là vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, VinFast đã xuất 1.800 chiếc xe VinFast 8 cũng tại cảng Hải Phòng. Như vậy, tổng cộng cho đến nay, VinFast đã xuất sang thị trường Bắc Mỹ một số lượng xe làm tròn là 2.800 chiếc. Đây là một số lượng khá khiêm tốn so với nhu cầu của một thị trường lớn nhất thế giới này, cũng khiêm tốn so với số đơn đặt hàng theo báo chí nhà nước công bố. Xuất sang Mỹ 2.800 chiếc, nhưng chỉ có 128 chiếc đăng ký lưu hành. Nhưng thực tế cho đến nay có thể khẳng định rằng con số 65.000 đơn đặt hàng là con số không đáng tin cậy, nó là con số ảo. Bởi đến nay đã 7 tháng kể từ khi VinFast xuất lô hàng đầu tiên thì số lượng xe được xác định là đang lưu hành chỉ có vẻn vẹn 128 chiếc. Tuy nhiên, theo thông tin thì những người sống tại Mỹ cho biết thì 128 chiếc xe này chỉ là những chiếc xe mà VinFast làm dịch vụ cho thuê chứ không phải bán được. Vậy thì đến giờ VinFast vẫn chưa thực sự bán được chiếc xe nào cả. Thị trường Mỹ là thị trường to lớn mà VinFast chỉ mới xuất được đi 2.800 chiếc mà đã có dấu hiệu bị nghẽn lại. Thị trường quyết định số phận doanh nghiệp. Có thị trường thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được, còn bị thị trường từ chối thì xem như đấy là hồi chuông báo tử cho doanh nghiệp. Có người nói rằng sau 7 năm mà chưa bán được chiếc xe nào thì xem như thị trường Mỹ đã từ chối xe của VinFast. Bài toán xâm nhập thị trường Mỹ xem như càng ngày càng khó cho VinFast và ông Phạm Nhật Vượng. Bị báo chí Mỹ chê thì xem như việc mở rộng thị phần trên đất Mỹ của VinFast đã vấp phải một tảng đá rất lớn. Xe VinFast bán với giá rất cao. VinFast 8 Plus trên thị trường M� có giá lên tới 48.000 đô la, trong khi xe của Ford chỉ có giá 43.000. Volkswagen của Đức giá 41.000, Hyundai giá 39.000. Nếu là người Mỹ, người ta sẽ chọn mua VinFast hay mua xe của những thương hiệu lớn kia? Giá cao, hậu mãi kém, chất lượng thì tồi là những gì mà người Mỹ phản ánh về xe VinFast có một loạt các bài báo đánh giá. Đã không có thương hiệu, chất lượng không đạt mà lại bán giá cao thì chẳng khác nào tự sát cả. Không biết ông Vượng tính bài toán này như thế nào mà ông cho VinFast bước chân lên thị trường Mỹ với hành trang tồi tệ đến như vậy. Việc để cho báo chí đánh giá thấp thì xem như cửa xâm nhập thị trường Mỹ đã đóng lại với thương hiệu ô tô đình đám của Việt Nam. Không biết ông Phạm Nhật Vượng có được chiến lược gì để mà có thể hóa giải được khó khăn này hay không? Vấn đề quan trọng nhất là chất lượng phải làm sao cho thị trường chấp nhận được, chứ không cải thiện chất lượng thì làm sao thuyết phục được người dân Mỹ tới mua xe. Vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, VinFast cho biết đã chuẩn bị để khởi công xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp xe điện trị giá 4 tỷ đô tại Bắc Carolina, Mỹ vào tuần tới nhằm mở rộng hoạt động tại thị trường ở Mỹ. Được biết, công ty VinFast đã công bố kế hoạch về việc xây nhà máy tại Mỹ từ đầu năm ngoái và quá trình sản xuất xe sẽ bắt đầu vào năm 2025, là muộn hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Xe thì bán không được, nhưng tiền thì vẫn đốt rất nhiều. Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp tại phía Bắc Carolina tại Mỹ. Nhà máy này rộng khoảng 733 hectare với công suất 150.000 xe trong giai đoạn 1, bao gồm cả khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào nhà máy trong giai đoạn này. Bài toán xâm nhập thị trường chưa giải xong, mà xây nhà máy thì đấy chỉ là việc đốt tiền mà thôi. Chỉ với 2.800 chiếc xe mà đã không có cách nào tiêu thụ cho được, thì khi xe xuất xưởng tại Mỹ chẳng lẽ đem tống vào kho cất tiếp hay sao? Bài toán sản xuất xe của VinFast tại Mỹ giờ đây chưa được tia sáng nào. Phần thị trường thì cũng chỉ ở mức số 0 tròn trĩnh. Phần gọi vốn thì cũng đang gặp trục trặc không nhỏ.
chúng ta hãy cùng chờ xem VinFast sẽ tìm kiếm dưỡng khí để tồn tại như thế nào trên đất Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đầu ra nghẽn bị thị trường từ chối thì xem như cửa tử đang chờ VinFast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de